cho cả nhà theo cái hành trình gông gũi của mình. Hôm nay mình đang có xài tại Sư Vạn Thạnh Mall, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để review cho cả nhà xem về cái chuyến xe nụ cười của anh Colorman. Và đây là anh Colorman. Ở đây có rất là nhiều các bạn YouTuber cũng như là các bạn phóng viên. Cho 300 ngàn luôn mấy bạn này, con nhà giàu ha. Ăn ổn mì cho sòm hay giống cho tôi 300 ngàn luôn, tí hơn chứ. Phải ổn, 84 là gần dư 60 luôn. Dạ là hơn 300 ngàn luôn, ba lần nhận. Nói đùa chứ, cảm ơn tụi con nha. Dạ. Con bỏ vô đi. Là bỏ vô giống thêm. Ôi chào. Dạ chào. Ở xe mình bán hôm nay là ở đây ngày... Không, anh bán hôm nay có một ngày, suốt ngày ở đây. Đáng lẽ tính buổi sáng bán ở bên công viên gia đình. Dạ. Nhưng mà vì một số lý do khách quan bên đó họ không có... Họ cancel, không có ý để mình qua ở để xe bên đó để chạy qua đây. Dạ. Anh bán hôm nay là tới buổi chiều 6 giờ từ chiều nay luôn. Bán tới 6 giờ chiều. Nhưng mà để coi tình hình coi con còn nguyên liệu không? Đây nguyên liệu chuẩn bị có 800 ổ à. Dạ. Qua nghe nói Cương vừa bán 700 ổ nên mình cũng lo mình chuẩn bị 800 ổ, nhưng mà hãy hết thì thôi chứ đâu có giờ lấy nổi, chịu không nổi. Em có nghe nói là anh bán đến ngày 7 tây 8 tây anh sẽ bán một lần nữa đúng không anh? Đợt nữa. Đây là đợt 1. Dạ. Đợt 1 là 2 ngày, ngày hôm qua là Cương vừa bán trước. Dạ. Anh nói sau. Còn đợt tới thì có thể là anh bán trước, Cương vừa bán sau. Dạ. Thì hai anh em cố gắng là trong 2 ngày bán full day 10 tiếng 12 tiếng thì sẽ gây quỹ được 50 triệu 2 ngày, tức là ngày 25 triệu. Dạ. Nhưng mà vượt rồi. Chỉ tiêu. Ừ, nhưng mà cái quy định là nếu mà vượt thì ai bán nhiều hơn thì người kia phải trung độ. Có nghĩa là nếu như anh bán nhiều hơn thì Cương vừa phải đưa cho anh 10 triệu. Dạ. Còn Cương vừa bán nhiều hơn thì anh thừa trả cho Cương vừa 10 triệu. Dạ. Còn toàn bộ số tiền quyên góp được, bán được á. Dạ. Thì là mình sẽ chia ra, sẽ đi một số máy ấm, đi một số viện dưỡng lão, hoặc là một số cái hộ nghèo mình đưa xuống, mình tặng quà Tết rồi tặng tiền cho họ. À. Hy vọng là Dự định là Tết này anh sẽ về đâu để mà anh thiện nguyện cho? Chưa tính trước được nữa, phải tính lại. Dạ. Tiện đâu mình đi đó thôi. Tại vì nó cũng là duyên thôi mà. Nhiều khi mình cũng đâu có biết trước được. Nhưng mà trong đầu anh thì chắc là anh sẽ đi máy ấm Phúc Lâm là một nè. Để sao. Tại vì máy ấm Phúc Lâm thì rất là đông. Để coi là viện dưỡng lão nghệ sĩ chắc chắn là hai địa điểm nó sẽ đi. Còn lại một số chỗ khác nữa thì tính sau. Anh có dự định là năm nào anh cũng làm như vậy không anh? Anh tính là có thể khả năng làm quanh năm luôn. Làm quanh năm luôn ha. Nếu như sau năm tập này có thể là season 1 mà mình làm thành công thì được nhiều mọi người ủng hộ. Nhưng mà bây giờ chắc là làm thêm rồi đó. Dạ. Không chỉ là anh với anh Cương Dừa mà mở rộng là anh với một bạn nào đó, và Cương Dừa với một bạn nào là có thể là, hoặc là anh bắt cặp với một bạn talent, một bạn celeb nào đó. Dạ. Một bạn nghệ sĩ nào đó cũng vừa bắt gặp và đấu nhau. Hôm nay tình cờ gặp anh ở ngoài rất là dễ thương quá. Ủa vậy hả? Dạ. Em chưa gặp anh bao giờ hả? Dạ em chưa gặp anh, tại em ở tỉnh lên. Ủa, kênh em là gì? Em Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Dạ. Các bạn fan của Colorman qua ủng hộ cho Bùi Hồ TV nha. Dạ. Em quê em ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp, em mới vừa bắt xe lên đây luôn. Đồng Tháp à? Ồ vậy anh chuẩn bị đi Đồng Tháp nè. Anh khi nào anh đi Đồng Tháp? Đi Đồng Tháp đi Hồng Ngự. Dạ Hồng Ngự hả? Về nhà của Thánh Súng Ngân Thảo à? Không, anh đi cũng có công việc ở dưới. Dạ. Rồi xong chắc cũng ghé thăm bé Thảo chút. Không biết bé Thảo sao. Em ghé phòng với bé Thảo đi. Dạ. Bé Thảo thì em ở Tháp 10, còn Ngân Thảo thì ở... Ôi Tháp 10 nhiều cái làm hay lắm á. Dạ. Kênh em được nhiêu người coi rồi? Kênh em thì mới thành lập khoảng 1-2 tháng này, khoảng 5 ngàn. Làm vui hả? Là làm vui không? Dạ. Văn hóa, ẩm thực, vùng miền. Không, em làm chủ yếu là độc lạ thôi. Độc lạ với lại nghèo. Mở rộng đi, đừng cái gì cũng làm mới vui. Rồi chứ độc lạ đâu ra nhiều. Dạ, anh Colorman cho hỏi là cái xe này mai mốt mình mở là quanh năm thì anh có xe là anh đứng bán hay là để cho các bạn nhân viên bán? Không, anh phải làm. Anh phải làm. Tức là anh dự kiến là nếu được thì một năm anh sẽ làm khoảng 20 tập. Dạ. Giống như mà giờ nó chia mùa, ví dụ mùa này là 5-6 tập thì mùa sau là 5-6 tập như vậy. Có thể là chia thành một năm là 2-3 mùa là tùy theo thời gian, tại vì chắc là mọi người cũng biết là anh nhà rất là bận. Dạ đúng rồi. Cho nên là bận quá thành ra là nếu mà được sắp xếp được làm sao cố gắng, ví dụ như giờ anh làm phát tới Tết xong thì có thể là cái dịp tháng 4, tháng 5 anh làm thêm một season nữa. Rồi cái dịp lễ cuối năm là tháng 9, tháng 9 đó, Khánh thì mình làm một lần nữa. Dạ. Rồi cuối năm là Giáng sinh, Tết làm lần nữa, cứ vậy đó. Dạ. Tại vì em thấy có 6 tập thôi. Tại vì em thấy công việc của anh rất là bận rộn. Dạ. Hôm nay cũng thật là vui lắm, tại vì cũng không nghĩ là khán giả yêu thương mình vậy. Dạ.
mình làm cũng nghĩ đơn giản là thôi chắc là bù lỗ rồi. Dạ. Nhưng không ngờ là over luôn, chưa chắc rồi. Hôm trước em có coi cái tập của anh, em có thấy anh về Gò Tháp, về khu du lịch Đồng Sen của Gò Tháp. Anh có thấy ở nơi đó như thế nào? Nói chung anh mê miền Tây lắm. Dạ. Và một trong những địa phương mà anh rất là thích đó là Đồng Tháp. Đồng Tháp là một trong cái ba địa phương mà có cái mùa nước nổi rất là đặc trưng. Ở Đồng Tháp mùa nước nổi, rồi mùa sen Đồng Tháp, rồi các cái sản vật ở Đồng Tháp, đặc biệt là chuột đồng của Đồng Tháp thì thôi rồi. Dạ, rồi không có chuột từ sen ở Đồng Tháp nữa là kìa lắm. Cái đọt sen non, trời ơi, ăn chung với lại gỏi, làm gỏi cái đó ăn với cá lóc nướng chui thôi rồi nữa mới. Anh rất là vui, rất mong anh trở lại một Đồng Tháp một lần nữa. Em tên gì? Bùi Hồ luôn hả? Dạ em tên Bùi Hồ. Rồi, cảm ơn Bùi Hồ nha. Dạ, em fan của Colorman qua ủng hộ Bùi Hồ nha. Dạ em cảm ơn anh.